bát đĩa đi, xong rồi đi. Number one ở đâu đấy? Number one đâu đấy? Hay là poker hay là bố của đâu đấy? Đâu rồi đấy? Lấy đi, lấy bát đĩa đi, với nồi cơm ở đây. Ăn đi con. Hết rồi à? Không còn nước nào à? Còn cái hớp béo nào đâu? Nồi cơm đâu? Lấy nồi cơm đi anh ơi. Rồi chết giờ đây đi đâu cả. Lấy nồi cơm đi. Xong bật nồi cá lên nội chị mới bật bếp cá lên. Ừ. Quay lên mẹ xem nào. Vứt đi cái đấy ăn được mà con này. Một thêm tí nước nữa nào. Tí ti thôi không hết đá rồi. Ông ơi ăn chưa để con múc cá. Xích xích à, ăn đi. Thì ăn đi. Ăn hết rồi thì vứt đi, đây ăn que mới này. Vứt que đi. Đây que mới đây. Đây đưa mẹ vứt đi. Đây cầm que mới này. Con xin. Này ăn giỏi phết đi chứ. Nhà Dũng nhỉ, con này ăn giỏi phết nhỉ. Muối chấm á. Cắt giò cho mà không ăn.
Ngồi lên mà ngồi. Người xe nào? Không hỏi ăn đéo gì cả, cứ thế là chẳng cắm mặt gì cả. Không hỏi ăn đéo rồi. Tôi cũng bảo là lấy lại tốt rồi, có hãng ra thôi. Mình có ăn hết. Làm tí rau nào. Tí về ăn chuối nhé. Lần trước, lần đầu tiên ở cái dưới kia. Có chỗ rưỡi. Chỗ 6. Bởi vì anh ý anh muốn cái máy trước là anh muốn cái to đẹp. Sớm mai sớm 7 giờ để cho làm nhé. Ăn đâu đi. Thằng Long. Cứ nôn mồm mới đi con. Cứ nôn mồm. Lần nữa cứ đang ăn cơm mà đến chết. Chỉ biết nhà này làm giáo thì phải mất thế. Thì con đang bảo là chẳng may mà nợ rồi nó cứ đến bữa cơm đến. Cứ là những đứa vớ vẩn bữa cơm nó đến mà. Nhà mình đó đâu phải đến bữa cơm đến mình dùng. Tôi nốt rồi mồm đi em. Chúng ta bị đứa kia. Hai đứa buổi chiều.
Này cầm rau ăn đi nè. Alo cùng hôm nay chứ. Cầm rau ăn đi.